Lady and gentlemen, Yến Như My và Linh Em xin gửi lời chào tới chị, cô chú đã và đang có mặt trong buổi live stream buổi tối ngày hôm nay của hai chị em Yến Linh ạ. Cuộc tình si vắng đã trôi đi và quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ làm cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mong đẹp bỡ ngỡ siêu nhau lỗi đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Ngày nào tình thương mong bên nhau, hướng đêm chứng minh tình nồng ấm. Gói chân thật yêu dấu những ngưng tình thơ, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đâu. Hello Việt Trinh, Đặng Dũng, Nguyễn Luân đó, xin chào đại gia đình thân yêu của hai chị em ạ. Hello Bích Diệp và hello Phương Nguyễn, Xuân Cao nè, Nhung Đỗ nè. Hey! Lên 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 nóc nhà là lên lóc nha. Lên nóc nhà mình làm gì đâu, lên lóc nhà mình bắt con gà. Bắt con gà để làm gì đâu, bắt con gà mình nhỏ lông gà. Nhỏ lông gà để làm gì đâu, nhỏ lông gà thì nấu cháo gà. Nấu cháo gà là cùng món nào. Yeah! Anh em mình là một gia đình, một gia đình thì mình ăn cháo gà. Woo! Trời ơi, Trần Kiếm Phổ hôm nay mùng 10 anh ơi. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mong đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về. Ngờ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hướng đêm trinh nguyên tình nồng ấm. Vui chẳng thật yêu sâu những ân tình thơ âu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Woo! Chị cắm vô giùm em với chị yêu, ta nhờ chị yêu đàng hoàng nha. Cắm cái gì quan trọng, cắm là cắm cái gì sạc chị yêu. Cắm đàng hoàng, cảm ơn chị yêu nha. Hôm nay anh chị mình sắm vàng nhiều chưa? Tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đâu. Hey! Hôm nay Mỹ Linh vừa mới sắm được có cái sợi này thôi mọi người. Cái sợi này bằng cái nhà người ta đó mọi người. Đâu có. Cái sợi này nó có vài trăm, sắp sửa 1 tỷ thôi. Có đồn như vậy. Quá là thiệt chứ. Cái còng này tự nhiên nó nặng. Em thì em thích kiểu khác, thích vàng miếng hơn, nhưng mà miếng anh thích đen người cho nên em sắm một cái sợi. Tay vàng miếng đó. Yeah, tiếp tục lì xì chia sẻ đầu live stream ngày hôm nay là mùng 10 đúng không anh chị, là ngày vía thần tài. Chúc anh chị mình ngày hôm nay là những ai mà chúng ta xem live stream ngày hôm nay được thật là nhiều sức khỏe nè. May mắn. Đầu năm mua vàng và cuối năm mua kim cương anh chị nha. Hey! Một cái khúc tiếp theo được mang tên là Ít nhưng dài lâu. Hello chị Phạm Loan, con mung là con mừng tuổi, con mung là con Tết mọi người. Ngon quá. Biết rồi, quá giàu rồi, tài gia lên em rồi, quá trời à. Hello Phan Hành à, áo mới mua chị ơi, áo mới mua chị gái ơi, đẹp không ạ? Mai này trang giấy trắng nhật ký âm lưu sao đầy những thói quen anh mỗi ngày. Hãy gần ghen dân dỗi chen lối đi trên đường về khi anh rất say em ngồi đây. Khi điều em sợ nhất lạc mất anh nơi đông người, quen nắm tay anh mất rồi. Khi điều em thắc mắc câu hỏi yêu anh thế nào, em yêu ít thôi nhưng dài lâu. Ít thôi nhé không nhiều vì từng chiều thường hay đưa đón em
đến tương lai sẽ thương như hiện tại. Ít thời em hãy đã yêu thoáng qua nhau, để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiệm màu. Ít thôi nhé, không cần nhiều thật nhiều vì anh đã hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé, anh hãy mới biết lúc xa nhau, chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua ân mong. Yeah, ít nhưng mà dài lâu. Đúng không mọi người, ít nhưng mà dài lâu nha. Xin là một ca đầu tiên rồi anh chị mình ơi. Tiếp tục một ca đầu tiên cho em lên em miệng đi ạ. Đẩy view giúp hai chị em đi ạ mọi người ơi. Đẩy view chị đi đẩy view nha. Chị đẩy view giúp em nha. Đẩy đi mọi người, đẩy em nhặt đẩy, đẩy đẩy đẩy. Sâu nhất đây. Đẩy đẩy đẩy. Sâu nhất đây. Biết tôi nhé không nhiều vì từng chiều từ ngày đủ đón. Đón em đến tương lai dễ thương như hiện tại. Biết tôi nhé em hỏi để yêu thoát quen nhau, để đêm đêm cất sau những yêu thương nhịp màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều vì anh đã hứa, hứa sẽ mãi bên em đến khi anh còn chờ. Ít thôi nhé anh hỏi mới biết lúc xa nhau, chỉ mong sao chưa lâu sẽ trôi qua thật mau. Đẩy đẩy đẩy, dầu nhất đây. Đẩy đẩy đẩy, Yến Linh đây. Nhất tình đi mọi người ơi. Mỗi đêm, mỗi đêm, mỗi đêm. Mùng 10 chúng ta phải cười, đúng không mọi người? Mùng 10 là phải tươi cười. Đó, phải tươi cười là phải lì xì cho tụi em nhiệt tình hơn nữa nha cánh chị mình ơi. Nhiệt tình hơn nữa đi cả nhà mình ơi, tiếp tục chương trình đi ạ. Một ca đầu tiên sắp đến rồi cánh chị mình. Đó. Bài gì tiếp theo đây ta? Yêu lại từ đâu nè? À, em chẳng sao mà cũng được nè. Quẩy điên ơi. Ê yeah. Ý như mày á. Thôi à năm mô. Không phải chắc rồi đó. Quý vị mình đã lắng nghe một khúc đường tiếp theo được mang tên là Em Chẳng Sao Mà, do phần thể hiện của Yến Yumi và Linh nè. Có lẽ hôm nay em không hề muốn, nhưng chuyện tình yêu chúng ta đang có những giây phút rất buồn. Đã đến với nhau trong sự lặng im, thế bây giờ mình nên cách xa trong im lặng. Nhìn những thứ đáng lẽ là của riêng em, mà lâu nay em thấy anh trao tặng ai. Người hãy nói tất cả là tại em sai đi, để khi xa rời em không thấy đau trong lòng. Thật lòng ngỡ bên nhau trong năm, sao mọi chuyện đi quá xa xăm. Vẫn tại sao cô đơn không anh là điều rất khó. Là điều rất khó. Phải chăng đã yêu em thương em quá lâu nên giờ chẳng an tên nhau. Anh đã không ân em bên cạnh về sau. Ngày con nắm yêu thương bên nhau trong bao giờ ngờ sẽ có hôm nay. Nhìn giây phút anh quay lưng đi thật sự buồn lắm. Trời xanh bóng hôm nay cho mưa dấu đi lệ nhòa trong lúc chia xa. Anh cứ đi đừng lo em chẳng sao mà. Xin chúc mừng những anh chị nào đang xem buổi livestream ngày hôm nay gặp nhiều may mắn.
Thần tài đó. Xin chào cô Tuyến Phạm nha. Hai trong nắng tặng một trong nắng, lặng thêm một cái bao lì xì 50.000. Cảm ơn Vũ Anh. Đúng sẽ không, có một lì xì tặng kèm cho Kinh Trì đó. Đúng hai... vậy. Hai trong nắng tặng một trong nắng, tặng thêm một cái bao lì xì. Chương trình khuyến mãi collagen đang khuyến mãi rất là khủng các chị ơi. Đang có chương trình khuyến mãi siêu khủng cho anh chị mình luôn. Tiếp tục đẩy view giúp tụi em đi. Mỗi người một lượt chia sẻ ủng hộ tinh thần cho hai chị em được không ạ? Đang lên mà các chị đẩy tiếp đi mọi người ơi. Đẩy tiếp đi mọi người ơi. Lòng ngỡ bên nhau trăm năm, cớ sao mọi chuyện đi quá xa xăm. Tận tay giữa cô đơn không ai là điều rất khó. Phải chăng đã thương em yêu em quá lâu nên giờ chăn ngắn tên nhau. Anh đã không cần em bên cạnh về sớm. Mày còn ôm yêu thương chẳng bao giờ mà sẽ có hôm nay. Hôm nay nhìn giây phút anh quay lưng đi thật sự buồn lắm. Trời xanh bóng hôm nay trong mơ giấu đi lệ nhòa trong lúc chia xa. Anh cứ đi đừng lo em chẳng sao mà. Trai Bách Huỳnh, Mạc Phong Minh, Chí Bùi. Tiếp tục đẩy đi khán trì mình ơi. Một ca đầu tiên cho hai chị em đi mọi người. Bông hôm nay cho mưa sorry. Một collagen ok chị nhanh lên. Cảm ơn chị rất là nhiều luôn nè. Tụi em đã nhìn thấy số điện thoại của chị ạ. Các chị cứ để lại số điện thoại như vậy thì tụi em sẽ có nhân viên chuyên viên gọi cho anh chị mình rất là nhanh luôn nha cả nhà mình ơi. Tiếp tục đẩy view cho tụi em đi nè các chị mình. Đúng rồi mọi người ơi. Và đừng quên là các anh chị nhớ là chia sẻ mạnh mẽ cho hai chị em thả tim nhiệt tình. Và các anh chị nào mua hàng thì mình cứ để lại số điện thoại bên dưới nghe. Đúng rồi anh chị, ai có nhu cầu mua hàng cứ để số điện thoại cho em. Ai không có nhu cầu mua hàng đẩy view ủng hộ nhiệt tình hơn nữa cho tụi em nha mọi người. Thấy YouTube loát không nổi nữa, không biết sao like nữa. Nhớ lúc trước anh yêu hay nói rằng trời đẹp xanh như em với anh. Hay người yêu em thương mến ơi, anh hay yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sâu chẳng thành vì em ra đi trước anh. Này người yêu khi anh nhớ em, anh ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi về trái xanh xa xôi xa xăm. Em ơi này trời xanh có thông có biết trái tim này. Còn thang khóc tiếc nhau em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đã mong mong được to bay. Đời đau nhói khi cây khô thương lá xoa cành. Buồn theo dấu khi cơn đau rời bay. Woo! Chắc điện thoại nha chị nha. Coi điện thoại á, coi chừng điện thoại á nha.
biết rồi. Trời xanh trời xanh trời xanh có tiếng cô bé trong tim anh. Lớn có nhớ. Hello chị Bùi ạ, Nguyễn Mai nè, Tuyền Nguyễn nè, Phương Nguyễn, Hoa Nguyễn, chào cô, chào Nguyễn Nhí nè. Chúc anh chị mình có một ngày mới và một buổi tối của ngày mùng 10 được nhiều niềm vui ạ. Tiếp tục đẩy view ủng hộ cho hai chị em đi cả nhà mình ơi. Cả nhà mình xem buổi live stream này có ổn không? Có bị chập chờn không ạ? Hello chị hai nha. You and ready. Hello chị Huế Mộng Mơ nè, Thảo Chi Nguyễn nè, Phương Nguyễn nè, Phạm Loan nè. Khi anh nhớ em hãy ngước lên trời xa. Hey. Hello cô Hoa Nguyễn. Xin chào Vân Thanh, Hoàng Trinh. Khi anh nhớ em hãy ngước lên trời 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 xa. Khi xâm lại hãy nhớ bình luận nha mọi người. Ok chị Hoa nha. Chào chị Huỳnh Mai ạ. Ngày trời xanh con thâu có biết trái tim này. Còn thằng khóc tiếc nhau em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em mới ta đang mong mong được to bay. Đời đau nhói khi cây khô thương lá xót cay. Buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lay. Người dấu yêu em đâu không em khi ta nay đã rời tay. Chị gái Thanh Liêm nè, đang nằm giới nè. Dễ thương quá. Mạnh mẽ đi mọi người ơi. Hello chị Nguyễn Nhí nha. Cảm ơn anh chị mình rất là nhiều hôm nay hát mấy cái bài hồi xưa xưa nha. Cái bài hồi xưa mà phải nói là ngày nào hai chị em cũng hay hát. Đành đau xót khi tình quay gót, đành cầm nín hơi buồn vây kín, đành quên hết ân tình đã chết cháy thắp được ai. Nếu không gặp anh đời ta đã khác nhiều rồi. Biết yêu làm chi để em biết buồn bơ. Giờ đã biết ân tình như thế thì không trách không hận không oan. Còn cho ta cho một cuộc sống thiếu một tình yêu rồi rồi cũng sẽ qua. Qua 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 qua. Chưa ra chưa ra chưa ra. Giờ đây anh vô tình quay gót đầy. Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều. Nỡ quay lưng đi để người ta khóc. Ngồi đây mình tôi ngồi đây. Ngóng trông người ta hàng đêm khi không còn ai nói cười. Ngóng chờ hoài nước mắt giờ đã cạn rồi. Thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu. Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần. Có ai từng yêu mà chưa từng khóc. Đành đau xót khi tình quay gót, đành cầm nín nỗi buồn vây kín, đành quên hết ân tình đã chết tránh thắng được ai. Nếu không gặp anh đời ta đã khác nhiều rồi. Biết yêu làm chi để em biết buồn bã. Giờ đã biết ân tình như thế thì không trách không hờn không oán. Tập cho ta xong một cuộc sống thiếu một tình yêu rồi cũng sẽ qua. Yeah, hello chị Khánh nè. Cảm ơn Quất ạ, cảm ơn anh chị mình rất là nhiều. Tiếp tục đẩy view cho hai chị em đi mọi người ơi. Mạnh mẽ đi nào mọi người. Trần Thị Tươi, Sơn Thái. Yo now. Hello chị Đào Liên ạ. Cảm ơn anh trai nè, Hùng Trần nè, Đặng Lan nè, Hoa Như nè. Kim chống nắng là 290.000 đồng. Mua 2 tặng 1 ly xì 50.000 đồng luôn nha chị Nguyễn Luyến ơi. Khi mua 2 kim chống nắng thì sẽ nhận được ly xì chị giá 50.000 đồng. Lấy lọc đầu năm từ nhà DC Beauty nha mọi người. Đi về đâu người ơi về đâu.
đến đây làm chi giờ đây? Anh vô tình quay gót đành. Hứa thật nhiều, thật hứa thì cũng thật nhiều, nỡ quay lưng đi để người ta không. Ôi ngồi đây mình tôi ngồi đây, ngóng trong người ta hàng đêm khi không còn ai nói cười. Ngóng chờ hoài nước mắt giờ đã cạn rồi, tôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu. Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần, có ai từng yêu mà chưa từng khóc. Đành đau xót khi tình quen gót, đành cầm đi nỗi buồn quay kinh, đành quên hết ân tình đã chết chắc thắng được ai. Nếu không gặp anh đời ta đã khác nhiều rồi, biết yêu làm chi để em biết buồn bã. Giờ đã biết ân tình như thế thì không trách không hờn không oán, tập cho ta sống một cuộc sống thiếu một tình yêu giờ cũng sẽ qua. Chưa đau đớn một lần, có ai từng yêu mà chưa từng khóc? Có ai chưa? Đành đau xót khi tình quay gót, đành cầm nín nỗi buồn vơi kín, để quên hết ân tình đã chết trách thắng được ai. Nếu còn gặp anh đời ta đã khác nhiều rồi, biết yêu làm chi để em biết buồn bã. Giờ đã biết ân tình như thế thì không trách không hờn không oán, tập cho ta trong một cuộc sống thiếu một tình yêu rồi cũng sẽ thôi. Trời ơi, một tiếp là không có được lì xì đâu. Chị mua thêm tiếp nữa, chị sẽ được tặng thêm một tiếp và còn được lì xì nữa chị gái ơi. Chống nắng chị mua một tiếp là chị sẽ bị lỗ đó, chị không có được hời đâu. Mua một là mới được miễn ship thôi nha chị gái ơi. Mua hai được tặng một nha chị Luyến nha, mua hai đi. Mua một là mình bị lỗ nha, mình sẽ rất là tiếc luôn á. Đúng rồi, mua hai được tặng một thành ba tiếp, xài cho thoải mái, còn được lì xì thêm bao lì xì 50.000 đồng nữa mọi người ơi. Hello đội chung à? À dễ sợ đội chung giấu, sợ sợ quá à. Quá trời xạo luôn à. À, thật sự là cái dây này thì em mới sắm nha mọi người. À, này vía mà mọi người. Đâu đó thì mà nó cũng khoảng vài chục ngàn đó. Nhưng mà vài chục ngàn đô đó. Chết chị nói lố à, đâu xong, à. Đã vậy còn mấy chục ngàn đô. Mấy chục ngàn đô thôi, chị nói gì vài tỷ nghe hơi lố. Đâu phải kim cương đâu mà vài tỷ. Bởi vì người giàu nói chuyện nghe nhẹ nhàng. Chị phải nói cho nó đúng mới chịu. Quá nhẹ nhàng. Chị quá mà nhẹ nói nhẹ sai nhẹ là em cự đó. Bài này lâu quá rồi mới hát luôn anh chị. Dễ thương không mọi người? Có vài chục ngàn thôi. Ngàn đô đó. Dễ không? Yeah. Hello chị Liên, Thảo Chí Nguyên. Dùng có ok không? Chị trải nghiệm chị mới biết được sản phẩm đó chị ơi. Thiệt sự luôn, chị trải nghiệm chị sẽ thấy được sản phẩm như nó tuyệt vời như thế nào. Mày hay ra dẻo quá nhờ cả. Im lặng đi con. Biết rồi thì im lặng đi. Để chị ra dẻ chút xíu. Phấn nước là hết hàng rồi chị ơi. Phấn nước là không biết nhà em có bán không nữa. Tại vì lâu quá rồi không có bán phấn nước đó chị. Cứ để số cho em nha. Anh đã biết bao ngày bên anh là em đã có bấy nhiêu ngày yêu anh, nhưng anh vẫn ngây thơ không biết tình em. Thương yêu anh nên tìm đâu ra rồi. Em đã thấy bao người yêu anh, tình em đã nhức nhối hình lặng bên này. Nhìn anh yêu vì ngày đây nhưng giờ xa xôi. Vì tim anh đã cho trao ai rồi. Tình yêu sâu kín cho anh đã bao ngày thầm lặng. Nhìn anh xót xa đi bên đời anh, và thấy anh chịu nhiều đắng cay. Mà tim em đây vì yêu anh nên đau xa xôi. Vì anh đã cho yêu ai, anh mãi mãi vô tình không nhận ra. Tình yêu em đã cho anh bấy lâu nay. Một trái tim bên lề rất đau.
cảm ơn chị Nguyễn Hà rất là nhiều, chúc chị nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh chị mình đã dành những lời chúc rất là nhiều đến cho hai chị em. Chị Nắng Nắng ơi, 290.000 đồng nha chị, 290.000 đồng và mua 2 em tặng 1 và được tặng thêm một cái bao lì xì 50.000 đồng cho mình, tổng là 530.000 đồng cho 3 tiếp nha chị nhá. Chị mua hàng chị có để số đi chị gái ơi, thật sự mà nói cứ mua 2 tiếp để được lấy quà còn lì xì nữa, chương trình không có kéo dài đâu mọi người ơi. Em đã thấy bao người yêu anh, tình em đã nhức nhối thầm lặng bên anh. Nhìn anh yêu, tuy nghe đây nhưng sẽ xa xôi. Vì tình anh đã chót trao ai rồi. Tình yêu sau khi thấy anh chưa nhiều đáng cay, mà tim em đây vì yêu anh nên đau xa xôi. Vì anh đã chót yêu ơi, anh mãi mãi vô tình không nhận ra tình yêu em đã trao anh bấy lâu nay. Một trái tim bên lề rất đau vì biết anh chẳng hề biết. Sau khi cho em đã bao ngày thầm lặng, nhìn em không nói nên câu nói chi đây. Lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chưa nhiều đáng cay, mà tim anh đây khi yêu em nên đau xa xôi. Vì em đã cho ra tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay. Một trái tim bên lề rất đau vì biết anh chẳng hề biết đâu. Tình yêu em đã cho anh rồi. Hai collagen có được tặng thì không em? Có nha chị Kim Anh ơi. Chị Kim Anh muốn mua collagen nào nè? Sủi hay là viên đi. Sủi hay là viên, bình luận đi em tư vấn với chị Kim Anh nha. Nam hay nữ thì đều có thể sử dụng được collagen hết trơn á. Thực sự ai cứ muốn làm đẹp da là mình có thể sử dụng collagen nha. Mày mới sắm á, dữ chưa? Lối buồn xưa băng lâu lạnh xuyên đêm, sương trắng rơi vai tôi ướt muôn buồn dù nhau bay về đâu. Ngân nga lũ vương gọi nhau, nào những khi ôm thép xuống tê tay, đắm mắt theo bao hư áo thở dài. Nơi chốn xa buồn thương mẹ quặng em còn khêu sáng ánh đèn từ xưa mai. Mẹ biết nữa bây giờ con ngồi hồ nhỏ gió hẹn mưa thề, một khi con về quê ngoài xưa để mẹ nhớ đường
giờ đây con đường xưa còn đó, tóc liều vẫn gió chắc khó thăm nhau, nhưng có nhau như hơi thở vào đời. Tóc em còn có thơm hương cỏ mây để anh nói chuyện ngày mai. Bạn bè anh theo lập tuổi xa thân, nghe tin trăng trở về, xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con tương lai. Bước độc hành hả? Bài đó lâu quá chị Liêm ơi. Rồi gãi ra cùng một chị ơi, mua hàng trên tay để lên số đi mọi người ơi. Mẹ biết bây giờ con ngồi hôm nhỏ, gió hẹn mưa thầy, một khi con về quê ngoài xưa để mẹ nhớ xưa còn đó, tóc liều vẫn gió suốt bần hành quân nên chắc khó thăm nhau, nhưng có nhau như hơi thở vào đời. Tóc em còn có thơm hương cỏ mây trang trở về, xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con tương lai. Xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con. Ok Mỹ Huỳnh ạ. Vẫn biết vẫn nhớ hay là mong cũng thế thôi, bao nhiêu yêu thương cũng chỉ như là giấc mơ. Đã cố gắng sống khi tình yêu đã cách xa, còn tim em đâu vì không lắng nỗi nhớ anh. Yêu người em yêu hơn chính em, trao người bao nhiêu yêu thương ấy. Vậy mà sao anh ra đi để lại em trong cơn mơ, giật bên em bao hoang mang rồi em khóc. Mong người sẽ quay về cho đêm nay em ôm được bờ vai anh, thét lên để nhẹ nỗi lòng, xua tan đi bao nhiêu cay đắng với tiếc nuối. Em không tin em vẫn sẽ quay về cho đêm nay em ôm được bờ vai anh, nhẹ đôi lòng xóa tan đi bao nhiêu cay đắng mới tiếc nuối. Em không đi đêm vẫn chờ đợi người quay về với những sóng gió cho cuộc tình đôi ta. Em không đi đêm vẫn cứ nhớ anh hoài, dù rằng lòng mình sẽ không nhớ nữa.
Nhức nách chưa? Nhức cái nách chưa? Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả anh chị mình rất là nhiều đã đến với buổi live trực tiếp của hai chị em trong suốt thời gian vừa qua và đã mua hàng ủng hộ cũng như là đã cổ vũ tinh thần cho hai chị em rất là nhiều luôn. Và xin chúc tất cả anh chị mình mà một hôm nay là ngày cuối mùng rồi, chắc là hết Tết rồi đó các anh chị. Qua ngày mai là bánh tét bánh chưng, chắc tụi em phải gỡ xuống rồi. Chúc anh chị mình có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và chúc anh chị mình thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn yêu thương tụi em nhiều hơn. Một lần nữa xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Bye bye. Yumi và Linh em xin gửi lời chào đến anh chị mình để lâu lâu xong rồi tắt đi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người vào khung giờ 11 giờ trưa ngày mai nha.